sáng ngày 21 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, đồng chí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện đã giải trình làm rõ nguyên nhân công tác giải ngân vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch, trình bày giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận và chất vấn Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện và Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023, đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2023, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Theo phản ánh của cử tri và nhân dân, thời gian giải quyết hồ sơ vẫn còn chậm, kéo dài, kết quả trả chưa đúng thời gian quy định. Nguyên nhân là do công tác xây dựng kế hoạch chưa hợp lý, công chức địa chính các xã thị trấn chưa làm hết trách nhiệm được giao, chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác chỉ đạo chưa thường xuyên, quyết liệt, công tác phối hợp thực hiện vẫn còn chưa khoa học linh hoạt. Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Tiến Dũng giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2024, phải phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai để xác định rõ còn bao nhiêu hộ đang có hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, nộp về Văn phòng Đăng ký, bao nhiêu hồ sơ đã được chuyển đến Phòng Tài nguyên Môi trường. Số lượng thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận mà có người đang sử dụng ở các xã thị trấn là bao nhiêu? Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo công chức địa chính thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực xử lý hồ sơ cho viên chức công tác tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, công chức địa chính các xã thị trấn. Giao Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận năm 2024 đề ra. Tại kỳ họp, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định đây là những ý kiến kiến nghị rất thích đáng, nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện, vừa đảm bảo phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban ngành địa phương có liên quan, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm, chất vấn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Huy Toàn nêu rõ, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 sau khi được Hội đồng nhân dân huyện quyết nghị thông qua từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khẳng định: Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Huyện ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi mới, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả để đưa huyện ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, Hội đồng nhân dân huyện thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các nghị quyết, chương trình, đề án của huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, rà soát tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế mới
tạo đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện. Hội đồng Nhân dân huyện giao Ủy ban Nhân dân huyện khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua, để nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm, nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế và chi ngân sách tiết kiệm hiệu quả, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, tập trung đào tạo nghề cho người lao động, giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho người dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2024, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã quyết nghị thông qua 27 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, về chủ trương đầu tư các dự án, các nội dung quan trọng khác và bế mạc thành công tốt đẹp.